Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng của chương trình thời sự tối thứ năm ngày 26 tháng 11. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Giảng đoạn gần một tháng do lũ lụt, các trường học vùng thấp trũng nỗ lực ổn định công tác giảng dạy, bắt kịp chương trình chung. Đại học Huế tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng đại học uy tín QS Asia 2021. Nhiều cơ sở hợp tác xã bằng cách tận dụng các hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đã thành công trong việc nâng cao năng lực sản xuất và tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức phát động tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tham gia lễ phát động có chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan. Với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tháng hành động năm nay, thị xã Hương Trà tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao và các nội dung liên quan đến chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, huy động nguồn lực để triển khai tháng hành động hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh và thị xã Hương Trà kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục vận động, thay đổi nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi về bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng và tiến bộ. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho 10 phụ nữ tiêu biểu nhằm động viên các chị vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là các chị có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11 năm 2020 để định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì hội nghị. Trong tháng 10 năm 2020, sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được báo chí tập trung tuyên truyền, tạo khí thế động lực thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã kịp thời cập nhật thông tin, phản ánh tình hình bão lũ thiệt hại nặng nề trên toàn tỉnh và sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tại hội nghị giao ban, các phóng viên cũng đã kiến nghị với ban tuyên giáo một số vấn đề như tái lập lại việc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí hàng tháng, đổi mới công tác cung cấp thông tin cho báo chí, một số công trình kém chất lượng, tình trạng quy hoạch treo. Về định hướng tuyên truyền tháng 12 và thời gian tiếp theo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, hướng đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, đặc biệt có kế hoạch tuyên truyền đậm nét chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh mùng 1 tháng 12, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh. Tại chương trình này, các em học sinh được xem trình chiếu 3D trên màn hình LED để cùng trải nghiệm các tư liệu hiện vật như thư tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam, bản đồ các nước phương Tây, các mô hình tàu, cảng cửu thương, cột mốc chủ quyền, mô hình tàu hải đội Hoàng Sa. Gọi gọn trong 30 phút trình chiếu, nhưng những hình ảnh hiện vật sống động đã giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo của cha ông, đồng thời cũng cung cấp những thông tin, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm lần này được tổ chức ở 3 địa điểm, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu. Với công bố chính thức xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á từ tổ chức xếp hạng uy tín thế giới QS Ranking Asia, ngày 25 tháng 11, Đại học Huế năm 2021 đã thăng hạng lên nhóm 401-450 so với nhóm 450-500 trong giai đoạn 2018-2020. Vì thế mới là bước tiến quan trọng, cụ thể hóa mục tiêu tiềm cận top 300 đại học hàng đầu châu Á của Đại học Huế. Các chỉ báo được cải thiện của Đại học Huế bao gồm trích dẫn bài báo khoa học tăng từ 4.7 lên 4.8, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 28.1 lên 34.5, trích dẫn bài báo khoa học tăng từ 2.7 lên 3.8, số lượng bài báo khoa học trên mỗi giảng viên tăng từ 0.2 đến 0.4, tỷ lệ giảng viên quốc tế tăng từ 1.2 lên 3.4 và tỷ lệ sinh viên quốc tế tăng từ 0.7 lên 1.4.
khoảng cách từ mức đạt được hiện tại đến ngưỡng trung bình trong khu vực cũng đã được thu hẹp. Tuy nhiên, trong bức tranh chung về nhận diện thương hiệu từ các chuyên gia hàm lâm và nhà tuyển dụng, thì Đại học Huế cần xây dựng kế hoạch và thực thi các cải thiện nhằm nâng cao thử hàng trong những năm tiếp theo để sớm đạt được vị thử top 300 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2025. Xếp hạng Đại học QS châu Á là một phân nhánh của xếp hạng QS World. Tham gia xếp hạng đại học giúp các trường biết được khoảng cách của mình với các trường đại học khác trong nước và trên thế giới, biết điểm mạnh, điểm yếu của trường mình và từ đó xây dựng chiến lược hành động điều chỉnh, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật 500 triệu đồng vì hành vi không tuân thủ lệnh điều hành vận hành hồ chứa. Quyết định xử phạt vì hành vi không tuân theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ lụt, hạn hán, thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp. Số tiền bị xử phạt là 500 triệu đồng. Nếu công ty không chấp hành quyết định trên sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Trước đó, đoàn làm việc của Bộ Công Thương đã đến kiểm tra làm việc với thủy điện trên liên quan đến hành vi tích nước trái phép, bất tuân lệnh điều tiết nước để phòng chống thiên tai của các cấp trung ương đến địa phương và kết luận chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật đã không thực hiện quan trắc theo quy định, vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, đoàn công tác còn kiến nghị Bộ Công Thương rút giấy phép hoạt động điện lực của thủy điện này. Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khởi động dự án phục hồi an ninh lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bão và lũ lụt tại hai huyện Phong Điền và Quảng Điền. Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến ngày 25 tháng 1 năm 2021 với các nội dung hoạt động như tập huấn quy trình chọn hộ hưởng lợi, tổ chức họp dân bình chọn hộ hưởng lợi theo các tiêu chí của dự án, niêm yết danh sách hộ hưởng lợi, thẩm định hộ hưởng lợi. Dự án có tổng kinh phí 2.700 triệu đồng do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc FAO tài trợ. Trong đó ở huyện Phong Điền là 1.152 triệu đồng cho 3 xã Phong Chương, Phong Bình và Phong Hòa. Ở huyện Quảng Điền là 1.546 triệu đồng cho 3 xã Quảng Thành, Quảng Vinh và Quảng Phú. Dự án sẽ cho 1.500 hộ dân của hai huyện Phong Điền, Quảng Điền để triển khai hỗ trợ. Đây là những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão và lũ lụt. Mỗi gia đình được nhận tiền mặt trực tiếp từ 900 đến 1.800.000 đồng một tháng. Thông qua dự án phục hồi an ninh lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bão và lũ lụt cho người dân vùng lũ lụt sẽ tạo điều kiện cho người dân vùng lũ lụt vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, lũ lụt kéo dài khiến việc học tập của các em học sinh vùng thấp trũng gặp nhiều khó khăn do phải giãn đoàn dài ngày. Tính chung trong các đợt thiên tai vừa qua, các trường vùng lũ đã phải cho học sinh nghỉ học gần một tháng. Chính vì vậy, ngay sau khi trở lại trường, nhiệm vụ hàng đầu đối với các trường là lên kế hoạch dạy bù học bù để các em có thể theo kịp chương trình chung toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Gần 2 tuần sau lũ, các em học sinh ở vùng rốn lũ Phong Bình đã bắt đầu đi học ổn định. Vì nghỉ dài ngày nên thời điểm đi học lại, nhà trường phải bố trí thêm lịch học bù để các em theo kịp chương trình. Thời gian học bù sẽ được giáo viên linh động sắp xếp, nhưng việc học bù sẽ không quá áp lực và ngột ngạt. Tuy nhiên, một khó khăn trường đang gặp phải đó là cơ sở vật chất còn thiếu nên không đủ phòng để bố trí cho các em học sinh học bù. Các sân chơi bài tập cũng bị hư hại khá nhiều và cần nguồn lực để có thể tái thiết. Trường tập trung để cho học sinh dạy học 2 buổi ngày, xen kẽ lẫn nhau vì do cái điều kiện cơ sở vật chất của trường còn rất là thiếu thốn. Phấn đấu từ đấy đến kết thúc học kỳ 1, thì trường sẽ phấn đấu làm thế nào đó hoàn thành cái chương trình chậm lại ít lắm là phải tuần 17 đến 18 tuần. Và nếu thời tiết thuận lợi thì trường sẽ hoàn thành tốt được cái công tác bồi dưỡng sau lũ mà không quá tải cho học sinh theo hình thức là dạy học 2 buổi một ngày. Đợt lũ vừa rồi thì nhà em bị ngập rất là xấu và hầu như các bạn cùng lứa tuổi và các em cũng hầu như là như vậy. Nhưng sau khi đi học thì tụi em cảm giác rất là áp lực vì học bù là quá nhiều và kiến thức là hầu như bị hỏng và cần phải ôn lại. Thời điểm này, việc dạy và học đã bắt đầu đi vào nề nếp. Thời khóa biểu đặc biệt sau lũ lụt được xây dựng để dạy và học bù nhằm củng cố kiến thức cũ, dạy kiến thức mới. Nhiều trường có kế hoạch tổ chức dạy bù trong vòng 3 tuần. Các trường tận dụng khai thác lợi thế công nghệ thông tin nên đã có kế hoạch học qua các nhóm lớp. Để giảm áp lực và tránh quá tải cho học sinh, nhiều trường chia thời khóa biểu sao cho mỗi ngày không quá 8 tiết, cả chính khóa và học bù. Thời khóa biểu sẽ sắp xếp để giáo viên không bị trùng tiết và phải có thời gian nghỉ ngắn giữa hai buổi. Chúng tôi sẽ chia ra học kỳ 1 là bù 2 tuần, học kỳ 2 sẽ bù 2 tuần. Và dự kiến thì chương trình học kỳ 1
sẽ kết thúc vào tuần thứ 15. Và trong đó thì sẽ kiểm tra kết thúc học kỳ 1, chương trình là ngang tuần thứ 13, để đảm bảo về việc thực hiện chương trình nội dung dạy học trên lớp cũng giống như tiếp thu bài học của các em học sinh thuận lợi cho các em học sinh, tránh cái trường hợp là chúng ta dạy bù quá sức học của các em học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất về việc là dạy chống chéo ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng giống như sức khỏe cho các em học sinh. Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có 2 tuần dự phòng để các cơ sở giáo dục sử dụng dạy bù khi phải nghỉ học do thiên tai dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo lâu nay đã trao quyền chủ động cho từng nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, nên các trường sẽ không gặp khó khăn nếu học sinh nghỉ học trong một vài tuần. Hy vọng với sự nỗ lực của cả thầy và trò, học sinh vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nhanh chóng bắt nhịp trở lại để hoàn thành kế hoạch năm học đúng thời gian. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn phổ biến quy định pháp luật và tập huấn kỹ năng biểu diễn cho các diễn viên nhạc công ca Huế năm 2020. Tại hội nghị tập huấn, các diễn viên nhạc công được phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kỹ năng dẫn chương trình, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chất lượng biểu diễn các bài bản làng điệu ca Huế. Nhạc công phải thực hiện đềm các bài bản với các loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn tì, đàn nguyệt, đàn nhì, đàn bầu. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật cho các diễn viên nhạc công đang tham gia biểu diễn ca Huế, góp phần giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia biểu diễn, từ đó nâng cao nhận thức bảo tồn giá trị di sản ca Huế, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, phấn đấu đưa ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh. Được biết, sau đợt tập huấn này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ tiến hành các đợt kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các chủ thuyền, diễn viên, nhạc công không đảm bảo chất lượng tham gia biểu diễn. Sáng nay, Đại học Huế tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ. Đây là diễn đàn nhằm làm rõ thực trạng chuyển giao, thương mại hóa, đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm khoa học và công nghệ của Đại học Huế và các đơn vị thời gian qua. Hội thảo nhận được tham luận của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học về một số vấn đề vướng mắc trong chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Tham luận của Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm và Viện Công nghệ Sinh học về vấn đề thành lập doanh nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học. Qua các tham luận, những vấn đề liên quan đến việc chuyển giao thương mại hóa sản phẩm đã được phân tích mổ xẻ, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, đẩy mạnh hơn hoạt động nghiên cứu chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ của Đại học Huế trong thời gian tới, từ đó tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, kết nối tiêu thụ sản phẩm có một ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất an toàn. Hiện nay, các kênh như là hội chợ triển lãm, phiên chợ nông sản an toàn được xem là các giải pháp hợp lý đối với các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều cơ sở hợp tác xã bằng cách tận dụng các cơ hội tiếp cận thị trường, chinh phục người tiêu dùng đã thành công trong việc nâng cao năng lực sản xuất và tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Đây là phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tập đoàn Central Retail, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tại thành phố Huế. Mặc dù ảnh hưởng bởi thiên tai lụt bão, dịch bệnh COVID-19, nhưng phiên chợ cũng hội tụ được 30 gian hàng đến từ 10 tỉnh thành phố trong cả nước. Các hợp tác xã, doanh nghiệp đã mang đến nhiều sản phẩm nông sản an toàn, hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm đa dạng, phong phú. Qua phiên chợ là cơ hội tốt để các cơ sở doanh nghiệp thu mua chế biến kinh doanh hàng nông lâm thủy sản, giới thiệu sản phẩm, giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp tiêu thụ, người tiêu dùng tại Thừa Thiên Huế và trên cả nước. Khi mà đưa vào thị trường thì còn rất nhiều khó khăn. Vấn đề là cái người mà sản xuất ra chưa gặp được những cái tệp khách hàng mà cần thiết thu mua cái loại sản phẩm mà chế biến này, cho nên là với những cái phiên chợ nông sản an toàn như thế này thì đơn vị sản xuất đã gặp được rất nhiều khách hàng, là cơ hội lớn để đơn vị gặp được những khách hàng, và đặc biệt là những cái đơn vị tiêu thụ sỉ đại lý như là của Bixi hay là các cái hệ thống thủy sản khác, supermarket khác. Theo các chuyên gia, nếu chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm được triển khai thành công, sẽ mang lại giá trị gia tăng, đảm bảo tính an toàn cho người tiêu dùng, lợi ích thiết thực cho người sản xuất kinh doanh. Tại Thừa Thiên Huế, những năm gần đây đã có một số doanh nghiệp tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản an toàn, điển hình như Quế Lâm, Huệ Việt, Hợp tác xã Quảng Thọ với sản phẩm trà rau má, trà vả Lộc Mai, chuối A Lưới. Những sản phẩm nông sản an toàn này được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng.
đặc biệt thông qua các hội chợ triển lãm kết nối cung cầu của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp. Các sản phẩm nông sản an toàn không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn được kết nối tiêu thụ tại các siêu thị một số tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại chuỗi lưới là đã đem tới khách hàng tiêu thụ như là chỗ siêu thị Bixi Huế, và em có đem về cho các chợ như chợ Đông Ba, chợ Đầu Mối và chợ Phú Hậu. Cái mong muốn được hỗ trợ hiện nay thì cái thứ nhất là về kỹ thuật trồng cho các bà con, cái thứ hai là về cái khâu quản lý vận hành cái bộ máy của hợp tác xã để ngày một càng được đi lên. Còn nhiều sản phẩm được các doanh nghiệp, cơ sở hợp tác xã, nông dân sản xuất theo quy trình việt gáp hoặc sản xuất theo hướng nông sản hữu cơ vẫn còn bán giá rẻ, chưa được nhiều khách hàng biết đến. Do vậy, việc thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết, góp phần tác động tích cực đến sản xuất chế biến tiêu thụ nông lâm thủy sản theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ cao. Tôi tổ chức các chuỗi liên kết dọc, chuỗi liên kết ngang để làm sao mà khi mà người nông dân trước khi sản xuất thì đã biết là mình bán ở đâu và bán cho ai, cái giá cả như thế nào. Đấy là chúng tôi tổ chức cái chương trình để mà hỗ trợ. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức nhiều các cái hoạt động tuyên truyền quảng bá, hội chợ triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu ở khắp các vùng miền và ở cả các cái thị trường ở nước ngoài. Cả nước hiện có khoảng hơn 800.000 hộ dân, gần 3.000 hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với hơn 1.000 doanh nghiệp. Đối với các chuỗi nông sản an toàn, trên địa bàn cả nước có 1.420 chuỗi được chứng nhận với 1.538 sản phẩm như rau củ quả, lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, chè, thịt gà, lợn, tôm, cá tra, ba sa, các loại trái cây. Việc kết nối giữa sản xuất gắn với tiêu thụ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất với đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá trị sản xuất cũng tăng lên, góp phần vào thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản an toàn, bền vững. Phần cuối là một số thông tin khác. Nhằm đánh giá trình độ của cán bộ các cấp trong tổ chức và thực hành chiến đấu, rèn luyện tính bền bỉ, dẻo dai của bộ đội và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn có bảng đàn thật cấp đại đội cho Trung đoàn 6. Cuộc diễn tập với đề mục chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật được chia làm 3 giai đoạn, gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, hành quân ra khu sơ tán và thực hành bằng chiến đấu đánh địch co cụm. Diễn tập lần này là dịp để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá được chất lượng huấn luyện và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý tình huống và phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa xe tăng và bộ binh, qua đó để tiếp tục bồi dưỡng huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đặc biệt là sức cơ động dài ngày trong việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai bão lũ ở những vùng khó khăn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài nên vào khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2020, đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 2000, trú tại thôn 2 xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave S mang biển kiểm soát 75K1-01760 lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế để tìm sơ hở của người đi đường để ra tay cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp, đối tượng Hiếu phát hiện chị Lê Bảo Nhi, sinh năm 1998, trú tại số 10 Nguyễn Trường Tô, thành phố Huế, đang điều khiển xe máy chở theo sau chị Lê Thị Anh Hoa, sinh năm 1995, trú tại kiệt 199 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Lúc này chị Hoa có đeo túi sách trên vai, bên trong có chứa một điện thoại Samsung Galaxy S10 và 200.000 đồng. Phát hiện sơ hở của người đi đường, đối tượng Hiếu đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô áp sát bên phải chị Hoa và giật lấy túi sách rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, đối tượng Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.